sáng tỏ sáng ngời. Today's show will be presented in Olaxis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Spanish, and Thai. Xin chào quý khán giả yêu nghệ thuật. Tôi là Nhã Ái, từ Hải Phòng, Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam. Người dân Âu Lạc hiền hòa, cầu chúc quý vị luôn bình an và hoan hỷ. Từ thuở vô thủy, âm nhạc đã luôn đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống nhân sinh. Âm nhạc nuôi dưỡng bé thơ qua lời ru ngọt ngào của mẹ. Âm nhạc thăng hoa tâm hồn, lắng dịu tâm trí, mang niềm vui, lạc quan vào đời sống. Âm nhạc như con thuyền, truyền tải tâm tư tình cảm với tha nhân và biểu đạt lòng chiêm bái tới đấng tạo hóa. Mà linh hồn vẫn còn xa rời thánh âm diệu kỳ của vũ trụ, thì âm nhạc thế gian thực sự là ân phước thiên đàng. Thật vậy, những giai điệu du dương, diễm tuyệt giúp thăng hoa tâm thức lên một cõi giới cao cả và xoa dịu tâm hồn ta trong khoảnh khắc còn lưu lạc nơi trần thế. Trong buổi truyền hình trực tuyến với các nghệ sĩ Âu Lạc Việt Nam tại Bình Châu, Âu Lạc vào ngày 20 tháng 1 năm 2018, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị nhạc đưa tâm hồn mình lên những nơi khác, lên khỏi cảnh trầm luân đau khổ, khỏi những bụi bặm của thế gian, làm mình quên đi những sự buồn bã tạm thời. Mời quý vị lắng đọng tâm tư, chan hòa trong dòng suối thanh âm chắc tuyệt qua những nhạc phẩm mỹ miều của những nghệ sĩ tài danh mà chúng tôi được hân hạnh giới thiệu trong chương trình hôm nay. Miền thôn gia Âu Lạc qua đôi mắt người nghệ sĩ như bức họa đồng quê sống động với biết bao màu sắc tươi đẹp của sự trù phú, là ruộng sắn ngô thơm, là cánh đồng xanh mát, là đoàn nông phu vui gánh thóc về. Người nông phu hân hoan trong việc đồng áng và mãn nguyện với đời sống bình dị, tạo nên một bức tranh hài hòa của miền thôn xã ấm êm hạnh phúc. Tình ta với mình.
trăm ngắm nhớ nàng. Anh có nghe trăng dư âm đồng quê, khi trăng ngàn mở tỏ chiếu trên đê, đoàn người nông phu vui gắn lúa về, bóng trai gái làng hẹn hò nhau ước thề. Đơm đớm bay khoan trên ao bèo xa, khi bao người dịu dịu giấc nam kha, mộng triền miên say sưa dưới mái vàng, ánh trăng khuất chìm vào răng tre. Tình tang ta ngỡ xem ông sao thần nông bên sông ngân hà vàng, bóng ngưu làng trăm ngắm nhớ nàng. Anh có nghe trăng dư âm đồng quê, khi trăng ngàn mở tỏ chiếu trên đê, đoàn người nông phu vui gắn lúa về, bóng trai gái làng hẹn hò nhau ước thề. Đơm đớm bay khoan trên ao bèo xa, khi bao người dịu dịu giấc nam kha, mộng triền miên say sưa dưới mái vàng, ánh trăng khuất chìm vào răng tre cuối làng. Ánh trăng chìm vào răng tre cuối làng, ánh trăng khuất chìm vào răng tre cuối làng. Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về núi Ngự, ai về là về sông Hương, như một lời mời, một lời nhắn đầy ý nhị của người con gái đất kinh thành với người thương nơi xa, người nặng tình Huế mà chưa kịp về. Người ơi, dốc Nam Sao còn cao mong đợi, trăng vĩ dạ còn gợi câu thề, bến Vân Lâu còn sâu thương nhớ, thuyền bến Ngự còn đợi khách về. Dọc Nam Giao còn cao mong
Đồng điệu với thiên nhiên an hòa, cuộc sống trở nên thi vị, đầy sắc màu từ những niềm vui nhỏ. Cây đa, con dốc quen thuộc hay vạt áo năm tà, chiếc nón ba tầm gần gũi cũng cất lên đời sống riêng qua điệu lý dân gian, câu hò đối đáp. Con đường quê, những đêm trăng rằm rộn ràng không khí lễ hội, vẽ nên một không gian trữ tình đậm chất thơ và nhạc quê hương. Chúng tôi hy vọng quý vị yêu thích chương trình hôm nay. Tiếp theo là
kỷ niệm ngày yoga quốc tế trên truyền hình Vô Thượng Sư. Nguyện xin đấng thiêng liêng tô điểm thế giới chúng ta với cầu vồng ánh sáng và tình thương. Xin kính chào, tạm biệt. We hope you enjoyed watching today's program. Up next is celebrating the International Day of Yoga on Supreme Master Television. May the divine color our world with the rainbow of light and love. Farewell for now. For more details, please visit suprememastertv.com/hajar.